Xin chào các bạn, trở lại kênh của Tính Mập TV. Thì lời đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc như các bạn. Thì hôm nay mình thử rủ bé Mật ra chơi với đàn cún con là coi nó chịu chơi không. Chứ đàn cún trước là nó thấy nó rung rồi. Thì bây giờ mình thử mình quên kính lợi mình rủ nó ra coi ra. Biểu ơi, Mật đây các bạn, đàn cún con vậy mà chó mẹ không chịu lại nó nằm chung mà đi lang thang ngoài kia kìa. Đây, chị Mật đây, các em, để chị bảo vệ các em nha. Nè, bé Mật. Con này con gì kìa, con này con gì? Mật, con này con gì đây? Nè, em nè. Hello chị. Hello, em chào chị nha. Kìa em tới kìa, em cứ nói chui chui chui. Chết cha là em phát hiện được cái mùi giao tưởng của mẹ rồi. Rồi tim đập phình phình luôn. Con gì nhỏ xíu vậy? Nó lại nó hửi chung mình kìa các bạn ơi. Cứu tôi với. Có gì nó nhỏ xíu nó tấn công mình rồi các bạn ơi. Nó tới rồi, mình chạy thôi các bạn ơi. Nó tới rồi. Thôi bây giờ mình đứng lên hai chân các bạn, nó thẳng băng cái người lên hai chân. Thôi giờ tôi phải đứng lên hai chân thôi. Tôi sợ đứng, tôi nằm ở dưới. Tôi sợ con này lắm. Con này con gì vậy? Bây giờ nó thẳng đứng. Bé Mật đứng lên hai chân rồi. Rồi, cho trả lại kia cho bé Mật rồi. Có ở đâu mấy em mà con sợ gì? Đó kìa kìa, mấy em đi kìa kìa. Ngồi xuống. Các bạn ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Bé Mật tập làm quen đây. Bé Mật kiếm đường chạy không à các bạn ơi. Em dễ thương nè. Bé Mật ai, em dễ thương đó. Đó mình lấy cái đồ mình tấn cho nó không bò xuống dưới các bạn. Bé Mật ai, em dễ thương nè.
Đó, chết cha, đụng vô chân rồi. Nhột. Nhột, 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 nhột. Hồi đó con cũng cỡ thằng bé nè. Cái mà con chơi với nó đi. Mẹ mẹ nó lang thang rồi, mẹ nó lủi vô chỗ bụi rồi. Cái mà con chơi nó đi. Trốn rồi sau lưng các bạn. Mẹ mà trốn sau lưng rồi. Thấy mình sợ, thấy con gì kỳ quá, sợ quá, trốn rồi. Rồi, cha chả. Cha chả là lần kia đó mà. Rồi nó đi rồi. Nó đi rồi. Rồi nó đi lần này nè. Rồi nó đi rồi. Em nè, em gì có gì đâu con. Em gì con sợ gì. Mật đó nó chạy mất tiêu các bạn, nó sợ quá chạy mất tiêu rồi. Đó thì mẹ của mấy cún con lại nằm kế bên mình cho mẹ bé mặt sợ. Nhưng mà bây giờ mình cũng không có giờ mình đi tiến gần lại cho các bạn xem. Mấy đứa cưng lắm đó. Còn thằng lỗi lỗi đó hả, hỏng lè lưỡi gì hết trời. Rồi nó thấy mình nó tấn công mình rồi các bạn. Có ai cứu mình không? Có ai cứu mình không? Ê, có ai cứu mình không? Chỗ này làm gì con? Cái này làm cái gì? Cái này làm gì? Ba mình đang giỡn với cháu ngoại của ba mình mới có 2-3 tháng. Còn mình giỡn với cháu nội của mình. Này. Đây, cháu của mình đây các bạn ơi. Mình có 7 đứa cháu ở đây các bạn ơi. Đừng có nói nằm trên tay tôi ngủ nha. Rồi ngủ đi, ậu ơi. Nó như thằng trắng với thằng xám cái nó nằm ra cưng không, hai đứa này lủi lủi đi đâu à. Lủi lủi đi đâu làm gì, nằm đây ngủ đi. Nằm trên tay mình ngủ rồi. Con ruồi đó, con ruồi đó đó. Con ruồi bu bu cho nhỏ nhọt nha. Nằm trên tay mình cái im re à.
Mẹ nằm đó mà cứ đi lặng lặng hoài, cái mấy đứa này kỳ. Măng nó chưa thấy đường các bạn, mới có mà dạng như mở mắt được 3 ngày các bạn, nên cũng chưa thấy đường, nó bò lung tung nè. Nó cứ bò tới cái tầm cấp cái nó rớt xuống. Bò ngược vô trong đi. Phải qua đây à. Phải hợp tay. Nằm ở đây, hai đứa luôn. Con đứa là ngoan à. Còn sáu đứa, hai thằng đẳng, hai thằng đây, hai thằng đây. Tối ngày cái bò. Nằm đây tối nay, nằm đây cho mát. Ở khu vực mình nóng quá các bạn, nóng nực. Chui chui ngay mẹ sao mà chui. Ok. Rồi. Thôi trả đó thôi, tạm dừng video tại đây các bạn. Thôi xin tạm dừng video tại đây và chúc các bạn một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì hôm nay mình cho bé Mật chơi với đàn cún con mà bé Mật rất là sợ, không biết con này con gì. Nên bé mặt mình ôm đã đời nó cũng chạy mất tiêu à. Thôi bây giờ mình xin tạm dừng video tới đây.